Theo như mình nhìn thấy các bạn, mặc dù là vợ bỏ rồi khó khăn gần 5-6 năm nay là người cha nuôi hai đứa con, nhưng mà mình nhìn thấy hai đứa con đứa nào cũng sạch sẽ này, nhìn rất chi là dễ thương. Cái này mặc dù là thiếu tình thương của mẹ nhưng mà cũng 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 người cha chăm sóc cũng khá là chu đáo cho hai đứa nhỏ. Có lúc nghĩ xấu, lúc mà mẹ mới đi cứ nghĩ xấu luôn á, chạy lên cái lên bầu cầu với cường, đứng đứng những cái buổi trời. À, có nghĩa là anh ôm con, ôm hai đứa nhỏ Đúng đứng lên rồi. cầu Phú Cường là tính làm điều dại dột. Nhưng mà vì tình thương con đúng không, cho nên là mới vượt qua được cái mẹ về với con, giữ em cho ba đi làm đúng không? Mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại bây giờ thì mình đã có mặt tại Củ Chi các bạn. Thì vô tình đi ngang qua đây thì mình nhìn thấy có một cái khu giống như kiểu nhà trọ bị bỏ hoang các bạn. Thì mình nhìn vô trong thì xa xa mình nhìn thấy có một người đàn ông và hai đứa con nít đang sống ở trong cái khu nhà hoang này các bạn. Cho nên mình cũng thử liều mình đi vào trong này để tìm hiểu về cái hoàn cảnh của người đàn ông và hai đứa con nít này để chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn cùng biết. Thì hiện tại những cái căn nhà trọ này các bạn thì mình nhìn thấy là không có cửa luôn. Chắc có lẽ là cái khu nhà trọ này đã bị giải tỏa cũng như bị bỏ hoang cũng khá là lâu rồi các bạn. Như các bạn nhìn thấy thì bên trong phía bên này thì mình nhìn thấy có cả cái nệm này. Không biết có ai trong đây không? Hình như đêm là có người vào đây ngủ các bạn, hoặc những người vô gia cư hoặc những người không nhà cửa đó. Thì không hiểu cái tình cảnh của mấy cha con này như thế nào mà lại đi vô trong cái khu nhà hoang này để ở. Mình thấy hầu như tất cả những cái căn nhà hoang ở đây các bạn đều mất cửa, có mỗi cái căn này là đang đang khóa cửa này. Và phía bên trong sâu trong kia thì mình nhìn thấy có một người đàn ông và hai đứa con nít đang sống ở trong kia. Ở đây mình nhìn thấy có xe của con nít này các bạn. Ồ, thấy có đồ đạc ở trong đây. Có ai ở nhà không? Ồ, có tiếng con nít. Mình thấy có con. Ồ. Chào con. À, chào chú, chào lớn lên chứ. Có ai ở nhà không con? Ai vậy? Đâu rồi? Hả? Ba á hả? Ba đâu? Em chào anh. Mấy cha con ở đây hả? Ôi cái nhà. Nhà mấy có mấy hai đứa mà sao nhìn đồ đạc nhiều thế? Đồ người ta cho á. Đồ người ta cho hả anh? Ủa bên trong kia còn ai ở không anh? Không, có ba cha con. Có ba cha con thôi hả? Cho em xem trong đấy được không? Ồ. Nơi quần áo à? Rồi ba cha con ngủ ở đâu anh? Ngủ dưới đất ngoài đó, ngay ngay chỗ đó. À, ngủ dưới đất ngay 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 cái chỗ mà bé bé trai này đang đứng đây hả? Hai bình sữa, hai đứa nhỏ này chắc đang còn khá là nhỏ ha. Em thấy là hình như là không có điện đóm gì đúng không anh? Có điện. Có điện không anh? Bật điện giùm em được không? Ồ, mình thấy thắp nến, mình tưởng là không có điện. Điện này mình câu nhờ hay gì anh? Xài điện ấy mỗi tháng, có tháng mình đóng tiền đi ra thế giới thì đóng đóng cho người ta. À, này giống kiểu cái chủ nhà trọ người ta bỏ cho mình xài đúng không? Rồi cho xài không tao lấy tiền. Cho xài không, có ở cái nhà này là ở không, còn giống như là nó bỏ hoang ra anh vào đây nhỏ người ta cho anh ở đúng không? Đây là khu vực bếp của mấy cha con này. Ồ, cũng có nhà vệ sinh ha. Rồi này nấu món gì đây? À, thịt kho đậu hũ, nồi canh. Cho ra ra ngoài đây đi, em hỏi thăm chút xíu anh. Là cái chỗ ba cho con ngủ bé xíu này thôi hả? Con tên gì? Cam hả? Trâm. Trâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Con 7 tuổi hả? Ờ, còn con trai? Con bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Nhìn dễ thương. Anh ngồi kế bên con đi anh. Rồi anh cho em hỏi thăm anh tên gì anh? Tên Đô. Anh Đô. Dạ. À, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40, tuổi Tý. Mới có 40 tuổi? Dạ. À. Rồi lý do vì sao mà ba cha con đi vào cái khu vực nhà hoang này để ở? Rồi đó làm cho người ta đó, rồi người ta cho ở đây. À. Chủ cũ á. Ừ. Rồi chủ mới bán cho chủ mới, nhưng chủ mới cũng vẫn cho mình ở đây luôn. À, có nghĩa là cái nhà này bây giờ là ngày xưa nó là cái khu vực nhà trọ đúng không? Dạ. Nhưng mà do là không có người mướn rồi người ta bỏ hoang. Dạ. Bỏ hoang rồi anh biết quen biết được cái chủ cũ thì người ta mới cho mình vào đây mình ở đúng không? Dạ đúng rồi. À. Mới 40 tuổi hai đứa con, là mấy cha con sống ở đây được bao lâu rồi anh? 7 năm, năm nay nữa 7 năm. 7 năm? Dạ. 7 năm ở cái khu vực nhà này luôn. Dạ ở nhà này. À. Tết năm nay đang Tết năm nay nó là 8 năm mà. Tết năm nay nó được 8 năm. Dạ. Lúc mà ở đây là bé này mới bé lớn mới mấy tháng à. À, bé lớn này lúc đó là mới có mấy tháng mà giờ đã bé này đã 7 tuổi rồi. Dạ. Tết năm nay nó qua Tết nó có 8 tuổi. À. Rồi Trâm cho chú hỏi là con có được đi học không? Sao vậy? Sao không được đi học? Nó, hả? Nó không có giấy khai sinh nữa hả? Nó đúng không mày? Giấy sinh nó với mẹ với quê với mẹ nó. À, mẹ quê ở đâu? Ở dưới Hậu Giang á. Mẹ ở dưới Hậu Giang. Dạ. Rồi bây giờ mẹ đi đâu rồi? Đi theo người ta, bỏ đi theo người ta thì cũng biết đi đâu. À, vậy là có nghĩa là mẹ của hai bé này là theo người khác. Dạ. Rồi bắt đầu bỏ là anh và hai đứa con là sống ở đây. Dạ. Rồi lúc trước là mẹ của hai bé này có ở đây không? Có ở đây chung luôn. Ừ. Là đi lâu chưa anh? Đi này hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Lúc bé Đạt mới có 4 năm tháng là đi rồi, bỏ đi. À, lúc con trai này mới có 4 tháng, 5 tháng là mẹ bỏ đi. Ồ, nhìn dễ thương, có mắt long lanh. Gần 4 tuổi rồi. À, còn vậy là bé này là gần 4 tuổi là mẹ bỏ đi được 3 năm mấy. 3 năm mấy. Yeah. Ừ. Rồi lý do là sao mà chị lại làm sao để anh biết được là chị đi theo người khác? Thấy chị đăng lên trên Zalo, Facebook á, đi đăng lên chụp trên Cầu Rồng Đà Nẵng đâu á. À. Thấy ôm nhau như người chân bay đâu á, mới biết chứ đâu sao biết được. À, có nghĩa là chị đi anh có cái bạn có số điện thoại Zalo. Hồi đó lúc mà xài mấy cái nick Zalo, hai ba cái nick chung nhau mình cũng không có gặp gì lên gọi nữa. À. Cái tự nhiên cái cầm điện thoại cũ mở lên Zalo thấy đăng lên trong nhật ký á. À. Là hai cái điện thoại cũ với điện thoại mới nó có kết nối bạn với nhau á. À. Mình không biết đăng mở lên cái thấy hết hồn. Là thấy là vợ anh. Thế rồi đi chụp ngoài sân bay với lại chụp ngoài Cầu Rồng ở Đà Nẵng ôm nhau vậy đó. À, ôm mấy người yêu ấy đúng không? Dạ. À. Mới biết đi chứ đâu có nói là đi bỏ đi, không ở đi luôn đâu. Chỉ là nói à. Đi về quê dài hén lên. Có nghĩa là lúc trước là nói với anh là đi về quê. Dạ. Là để ba cha con ở đây. Dạ, về quê vài tháng lên. Trị bệnh dài hén lên. À, trị bệnh vài tháng lên. Nhưng mà không ngờ là đi luôn. Dạ, mà đi luôn tới giờ. À. Rồi cái lúc mà anh biết đấy thì anh xử lý như thế nào? Biết thì cũng buồn thôi, mình nghĩ đâu có chắc bỏ mình đi con cái đi đâu, nghĩ đi chữa bệnh thiệt. À. Ngày nào cũng nhà hấp nhen cầu nguyện cho vợ đừng bệnh, hết bệnh này kia rồi về với con cái rồi, mình tưởng bệnh thiệt. Cái thấy hết hồn luôn. Vậy là lúc mà anh nhìn thấy và lúc mà anh chưa biết thì anh vẫn thắp nhang cầu nguyện làm sao để cho vợ mau khỏi bệnh. Dạ, nhưng mà thực chất thì chị có bị bệnh thật không? Cũng không biết, giờ chưa có gặp đâu, không biết được đâu. Có nghĩa là chị nói là chị bị bệnh thôi. Đúng rồi. Chứ anh không có biết là chị bị bệnh gì. Chị nói về mổ gì á, mổ hư gì á, hư trứng gì á. Ừ. Nói vậy á. Rồi bắt đầu là về là anh ở nhà là anh cũng không biết, cho nên anh cầu nguyện để cho vợ mau khỏi bệnh, đúng không? À. Rồi đến lúc mà táo hỏa ra thì lúc đó anh có nói chuyện với vợ lần nào không? Không, lúc đó từ lúc đó là không liên lạc được luôn. Cái lúc mà mới đi với vài tháng đầu có liên lạc. Ừ. Có liên lạc qua cái nít Facebook đồ á. À. Phát hiện trên cái Zalo đó là không có qua lại. Ừ. Rồi từ lúc mà anh biết chị ấy đi với người khác thì anh có nói chuyện với chị được lần nào không? Không nói liền được luôn. Không nói chuyện được lần nào luôn. Tại vì đâu biết số điện thoại đâu gọi, bỏ sim xài số sim khác, còn em thì xài số sim cũ mà chị không gọi. À. Và anh bằng tuổi anh không? Nhỏ hơn 5 tuổi. Nhỏ hơn 5 tuổi. Sinh năm 89. Ừ, lúc đó là chị làm gì? Không có làm gì, ở không nhà nội trợ giữ mấy đứa nhỏ vậy thôi. À, và lúc đó là con mới có mấy tháng, rồi bắt đầu là anh thì đi làm, chị thì ở nhà coi hai đứa nhỏ. Nhưng mà cuối cùng là bỏ con lúc mới có mấy tháng tuổi để đi. Dạ, 40 mấy năm ấy. Rồi, thế tội không? Hai đứa nhỏ nhìn dễ thương quá ta. Ừ.
Con gái, Trâm, cho chú hỏi là mẹ con đâu? Chồng. Cái gì? Đi lấy chồng. Mẹ con đi lấy chồng á hả? À, có về thăm con không? Không về luôn hả? Ồ, có nhớ mẹ không? Nhớ hả? Rồi có muốn gặp mẹ không? Muốn hả? Ồ, con trai dễ thương quá bạn. Con trai tên gì? Cái gì? Đẹp. Đẹp hả? À, đẹp mấy tuổi rồi biết không? Nhìn dễ thương quá ta. Rồi anh cho em hỏi thăm mấy hiện tại bây giờ thì mấy anh làm cái gì? Làm nghề cửa sắt. Làm nghề cửa sắt. Dạ. À, rồi mình làm ở đâu? Làm tùm lum ấy, làm Bình Dương với lại Củ Chi, ra kêu đi đâu làm đó, đi làm xa, à, đi làm xa lắm. Đi đâu chở đi hai tụi nó đi heo gần ở chỗ nào có chỗ gỡ mình gỡ nó. Rồi chiều về rước nó về vậy. Ôi sao tôi nghe tội chứ trời. Có nghĩa là anh đi đến đâu, kể cả Bình Dương, Thủ Đức, Đồng Nai mà chỗ nào người ta kêu anh làm. Đúng rồi. Là anh phải đèo thêm hai đứa con. Yeah. Đi xuống tận dưới đó. Làm xong bắt đầu là anh gửi hai con ở gần đó. Dạ, chỗ nào có chỗ làm gì nào có gần chỗ gì trẻ mình hỏi thôi chứ mình gỡ. Thì chiều đi làm gì mình rước trở về đây luôn. À. Trời ơi, giữ vậy là người ta lấy tiền theo ngày hả? Lấy theo ngày. À. Một đứa ngày 60.000, 65.000 tùy theo chỗ lấy. Thương trời. Rồi vợ bỏ đi về anh có buồn không? Buồn chứ, lúc là đi buồn lắm, buồn gầu. Không làm ăn gì được, mấy nhỏ nó nhỏ quá, gỡ người ta cũng giữ, ôm mấy tháng trời luôn, ôm không. Ôm mới biết đi gỡ, kêu chú Đô về chở con bé về, nhỏ quá tôi giữ không được, nó hóc quá. À. Lúc nó mấy tháng nó hóc nằm không mà đâu có ngồi được đâu. À. Nó xíu nằm qua lật lại, lúc nó mới biết lật. À. Trời, rồi cái xe rồi hèn cái yên rồi chở đi mà nó nằm ngồi ngó anh chờ không à. Cái yên, à. Cái yên xe, cái nén. Dạ. Cái rồi lắm. Hiện tại bây giờ thì anh còn công việc để làm không? Công việc thì người ta có việc làm người ta gọi điện thoại mình mà không gài thì không có thất nghiệp. Thất nghiệp à? Dạ. Rồi thất nghiệp như vậy thì ba cha con lấy gì để ăn? Chính chiều nay về Bình Dương về mượn tiền mấy anh em đồ. Chính chiều nay đi về mượn tiền, hôm nay là hết tiền sạch luôn á. Có nghĩa là tính là hôm nay là chở hai đứa con đó là về Bình Dương. Dạ. Rồi vay tiền của gia đình. Dạ. Vay tiền người thân. Tiền anh em đồ, gia đình đồ, ai mượn được cũng như mượn. À, trời ơi tội chứ trời. Sao mà hai đứa con như đây mà theo bỏ đi để theo người khác? Nhìn đứt ruột ha. Có đứa nào muốn về ở với chú không? Con gái muốn ở về ở với chú không? Dạ, chú không. Hả? Về ở với chú đi, chú cho đi học. Hả? Sao con? Hả? Về đi học, về ở cùng với chị không đi học, chịu không? Hả? Chú cho con đi học, cho mặc quần áo mới. Hả? Ôi, nhìn thương quá à. Này nhìn múp mím nhìn dễ thương nhỉ. Rồi anh em hỏi thăm một chút là bên gia đình nhà mình á, là cha mẹ còn không? Cha mẹ mất hết rồi. Cha mẹ mất hết rồi. Ba mất nay mười mấy năm, mẹ mới mất nay Tết, mới Tết hôm nay đúng 3 năm. Ừ, đúng 3 năm. À, lúc mà mẹ mấy bé này vừa bỏ đi là mấy tháng sau là mẹ mất luôn. À, rồi anh em nhà mình còn đông không? Còn bố anh em, hai bố, cha hai gái. Hai cha hai gái. Rồi có ai mà không phụ cho mình nuôi được mấy đứa nhỏ hả? Không, bây giờ ai cuộc sống cũng khó khăn, cũng ở làm mướn, đâu có ai nữa. Có con cái cũng đâu ai giữ con được. Có còn về còn đứa em út với là chị hai với ông anh giờ đang ở nhà hờ của bà mẹ đó, mẹ mất giờ cái hờ cái nhà đó ông anh ở. Vậy là từ lúc mà vợ bỏ đi là ba cha con là bắt đầu vẫn cũng ở trong cái nhà này. Cái nhà này là gọi là cái khu vực bỏ hoang của nhà trọ, thì ôm nhau sống ở trong đây được 7 năm trời rồi. Vậy là lúc trước là vợ là cũng lên trên đây là chỉ việc ở nhà anh đi làm thôi. Mà trong khi đó thì hai vợ chồng có xích mích gì nhau không? Không xích mích đâu. Lúc đi vui vẻ nói chuyện bình thường, nhắn tin đồ. Lúc đi khoảng 1-2 tháng đầu nhắn tin nói chuyện bình thường. Có nghĩa là cái thời điểm đầu tiên là chị đi là chị kỳ tính là giống như là chơi qua đường thôi. Chắc vậy quá. Là theo như nghĩ là giống như đang chừa đường để quay về. Chừa đường để khi mà lỡ mày có chuyện gì là sẽ quay về. Nhưng mà không ngờ là anh phát hiện ra thì bắt đầu là chị đi luôn. Đúng không? Được chắc mắc cỡ, ngại đi luôn. Ngại là đi luôn. Cho nên là
chứ đâu có nói là tôi không ở anh nữa đâu hay nãy kia đâu. Nói là anh ở đây giữ hai đứa con nhỏ đi. Anh nói em nhẩm bé nhỏ về gỡ mua hoài đi đi làm, chứ giờ đứa nhỏ xíu mà sao anh giữ cho đi làm được. Làm bằng tay chân không à. Rồi bên ngoài có biết là có hai đứa cháu này không? Biết chứ, biết luôn. Ông ngoại lúc trước ông ngoại lên tháng nào cũng lên đây thăm mấy trăm, hương mấy trăm lắm. Mà từ hồi mẹ đi tới giờ ông ngoại nó chắc ngại nó cỡ cho cũng không lên luôn. Ông ngoại cũng bỏ luôn. Cũng bỏ không lên thăm luôn, tới giờ luôn không lên thăm lần nào luôn á. Mà ông ngoại rất thương mấy trăm nè. Anh nhìn dễ thương vậy. Con có ăn nhiều không? Con ốm như vậy con. Ăn được không? Trời ơi dễ thương không? Nhớ mẹ không? Kêu trở về kiếm mẹ ra ngoài thăm. Kêu trở về kiếm mẹ hả? Kêu trở về quê. 3-4 năm trời rồi không biết mẹ, bây giờ là cũng lớn rồi chắc cũng quen rồi ha. Ôi cái nó hóc dữ lắm, tối nào ngủ cũng hóc hóc nó kêu mẹ nó. Giờ chắc nó cũng quên bớt. 3-4 năm nay rồi cũng quên rồi đúng không? Gần 4 năm trời rồi. Nhìn hai đứa con như thế này mà bỏ đi đành lòng sao được. Con gái à, con có mong mẹ về với con không? Con nói sao để cho mẹ về với con đi. Con muốn mẹ về. Rồi sao nữa? Để giữ con cho ba con đi làm. Giữ con với em cho ba đi làm. Rồi nhìn dễ thương ha. Rồi không được đi học rồi có buồn không? Buồn hả? Con có muốn được đi học không? Ôi, em chị không được đi học mà em không đi học. Giờ cứ theo ba. Rồi anh thấy con mình nó không được đi học như vậy thì anh có tính toán gì không? Tính mới tính sao giờ, giờ làm bữa không ăn chưa no nữa, lấy đâu tí tính nữa. Còn thiếu trước hụt sau không? Rồi một lần anh đi làm như vậy thì anh kiếm bao nhiêu tiền? Có tùy theo chỗ trả 500, chỗ trả 550 ngày. Tại là thợ á, thợ sắt á. Rồi bao nhiêu một tháng công việc làm có đều không? Không, làm năm nay không có việc làm, không ngày làm đâu, có nhiêu ngày đâu, thất nghiệp biết rồi. Tháng ví dụ như có chỗ nào có việc làm thường thì là cũng làm điều cũng đỡ, có khi làm tháng cũng làm được mấy ngày à. Mấy ngày đủ ăn đủ uống, ăn uống vài bữa cái cũng hết. Có nghĩa là một tháng chỉ làm được vài ba bữa thôi. Vài bữa ngày. Không công việc không có đều. Giờ ta đi làm xa nhiều mà mấy đứa kẹt hai đứa nhỏ thì muốn đi làm cũng không được, tại không giờ ai giữ đó. Đi chạy tới chỗ làm chảy giờ người ta đâu có được đâu. Thà như cha mẹ còn thì cái cha mẹ giữ giùm cháu thì đi làm cũng đỡ đúng không? Có người giữ thì bên đây sáng mình đi sớm thì được. Mà trong khi đó thì em nói thật chứ bên ngoài á, thà như thì con mình nó như vậy, nó bỏ chồng bỏ con như vậy á, thì biết như ông bà có thương á, ông bà lên thăm hay chăm nom cho cháu để cho con nó đi làm, nó có tiền nó mới nuôi hai đứa cháu mình được đúng không? Có khi nào mà anh nản đến mức mà muốn cho hai đứa nhỏ cho người khác nuôi không? Không, lúc mẹ nó mới đi, lúc tính cũng tính cho mà không có cho cái cô bên đây nè, cô qua, cô rồi sinh bé đẹp nè, nó cái cô bên Thành Đông á, không có chồng con, thấy mẹ khổ quá, giờ cho đứa nhỏ thì là bà cho 50 triệu để tiền nuôi đứa lớn, nói vậy mà nó đi nó lại 2-3 lần luôn á. Bây giờ mình cho thì tội nó quá gì đây. Con mình nó không đành đúng không? Dạ. Là lúc bây giờ mẹ nó mới đi á là cô nó qua cô nói vậy á. Ý là cô ấy thấy mình thương hai đứa nhỏ đúng không? Dạ. Cho nên cô muốn giống người phụ để nuôi giúp cho một đứa. Con gái ơi. Dạ. 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 Hai cái đăng cửa bước cái vậy. Sao? Về làm con chú không? Hả? Về làm con chú không? Hả? Sao à? Trời lắc đầu. Sao lắc đầu? Con chú ơi, chú mua bánh, chú nhà chú có búp bê gì lắm á. Hả? Sao? Nói chú nghe coi. Về làm con chú đi, chú nuôi, cho đi học. Sao? Không muốn xa ba hả? Hả? hay là để em đi về ở với chú nha. Sao vậy? Để em chú nuôi cho. Chị ôm đẹp bây giờ dưới ở với chú nha. Anh nhớ cho em hỏi. Anh nhớ cho em hỏi này. Là có nghĩa là từ khi mà mẹ của hai bé này này là bỏ đi thì hai bé này là anh nuôi bằng có mua sữa cho con nó uống hả? Có, mua sữa rồi đó, mua sữa lon á. Sữa lon cho nó uống, sữa bột pha sẵn á.
mình về mình đổ xôi vô cái mình tối ngủ mình pha ấm ấm cho nguội cho nó uống. Rồi sau này cái cũng khắc nghề, biết không có việc làm, cái nó gần tới một tuổi á, cái mua sữa tươi uống người ta không chịu, tại nó không được, bé nhỏ uống sữa tươi không tốt. Dạ. Bây giờ cũng đâu có tiền đâu mua cho nó uống đỡ. Dạ. Uống cho nó ỉ. Nó không chịu á. Nói thật ra thì nếu như mà có vợ, như một mình anh đi làm thì nếu có hai đứa con thì em thấy là nó cũng bình thường đi. Dạ, đúng không? Cũng được. Thì có khả năng anh sẽ nuôi được cả gia đình. Nhưng đằng này á, vợ thì bỏ đi, một tay phải ôm hai đứa con. Rồi bắt đầu là công việc thì thứ nhất là làm không được, đi sàn xa thì tội con. Mà để nó hai đứa ở nhà thì không ai chăm. Cho nên là cái thực sự là cái câu chuyện của anh làm mình cảm thấy chi là cảm thấy thương ba cha con, là bởi vì là anh phải vừa phải lo cho con này, vừa phải lo kinh tế này. Trong khi đó thì người mẹ là tới thời điểm bây giờ là không có liên lạc gì với ba cha con luôn. Yeah. Mà cũng không hỏi thăm con như thế nào luôn. Yeah. Rồi hiện tại bây giờ anh có biết người vợ đấy hiện tại đang ở đâu không? Ta không biết đâu, liên lạc được sao biết được. Không biết được luôn. Dạ, không biết đâu. Tại đâu có liên lạc được đâu, mình đâu có đón được đâu ở đâu. Không có liên lạc được luôn. Rồi có khi nào mà ba cha con sống cùng với nhau nhưng mà không có tiền để mua đồ ăn, thức uống hay là thiếu gạo để ăn không? Có, giờ gạo hết sạch, không còn gạo vậy nên nấu luôn. Không còn gạo luôn? Dạ, trong vô xô không còn. Có nghĩa là chiều nay đã có cơm ăn chưa? Cơm thì nấu hồi trưa còn ăn đủ rồi nó chiều. À, có nghĩa là nấu một bữa là ăn hai bữa đúng không? Dạ, nấu sáng ăn tới chiều tối luôn. Rồi con gái có được uống sữa không? Hả? Có hả? Ờ, ba đi làm mới khổ mấy, khổ ba phải kiếm tiền mua sữa cho con chứ đúng không? Rồi có thương ba không? Thương nhiều không? À. Vậy là hiện tại bây giờ là ba cha con là vẫn còn gạo ăn đến bữa tối nay, nhưng ngày mai là chưa biết ăn cái gì. Ngày mai đúng không? Chưa biết là ba cha con sẽ ăn cái gì. Rồi ngày mai lấy tiền đâu cho hai đứa, mấy đứa nhỏ này nó ăn sáng, ăn trưa, ăn tối này. Đó. Thì nãy em nói là chiều nay á, tính là bọn nó mua rồi đi về đi mượn tiền thì lại đi lại chở cả hai đứa con đi luôn. Dạ, chở hai đứa con. Ồ, tội không các bạn. Thì bây giờ nó cũng là gần như tới giờ ăn cơm rồi. Thì ba cha con có thể dọn cơm ra ăn để cho cô bác coi xem là cái tình cảnh của ba cha con như thế nào. Mình có thể dọn cơm ra đây ngồi ăn rồi mình trò chuyện ha. Dạ. Ngồi đây bà lấy dạo dọn cơm. Có nghĩa là ba cha con á là chỉ ngủ được có mỗi một tí chỗ này thôi này các bạn. Đó, như các bạn nhìn thấy thì cái chỗ này là cái chỗ ngủ của ba cha con. Rồi cái nhà này không phải là nhà bản thân mà của gia đình, mà ba cha con tự đi có cái nhà hoang ra kia ngồi ăn được không anh? Dạ được. Con có biết dọn cơm phụ ba không? Ừ. Đó, con gái giỏi này đấy không? Nó đi lấy chén đúng rồi. Nó đi lấy chén, lấy bát, lấy đũa. Ừ, giỏi. Mấy bé nó có tự xúc ăn được không anh hay là mình phải đút? Dạ được, tự múc ăn luôn. Ồ, giỏi ta. Ồ, ăn có nguyên ngày luôn. À, có nghĩa là sáng là anh cắm cơm. Dạ. Anh cắm cơm xong bắt đầu là đến chiều là ăn hai bữa luôn. Dạ. À. Rồi, thương các bạn. Vừa làm cha, vừa làm mẹ. Mình không có cái muỗng mấy cơm mày. Dạ không, cái muỗng nó hư cái gãy á, bới con đũa. Dạ bới con đũa. Hai bé nó có hay bị ốm vạch tay gì không anh? Ốm, hay bệnh. Hay bệnh lắm. Đang bị sổ mũi nên nó ho sổ mũi. Rồi có tiền mua thuốc không? Hả, con trai? Không hả? Ồ, nghe thương không? Nghe mà rầu đứt ruột luôn trời. Con gái ăn giỏi nha. Chắc một đứa phải ở với chú đi, chú nuôi. Hả? Con gái, con phải ở với chú không? Ở với gia đình chú không? Ôi thương rồi. Mở phải không? Con biết có tự xúc ăn được không? Được, muốn ăn được hết. À. Đang tính là ba cha con đang tính là ăn cơm xong là ba cha con sẽ đèo nhau trên một chiếc xe cà tàng kia đi khoảng mấy chục cây số về Bình Dương để đi vay tiền của người thân để kiếm tiền ngày mai ăn. Có khi nào mà lên trên đó người ta không có tiền người ta cho mình vay không anh?
Chứ giờ không có kiếm người nào mượn cho bằng được thôi. Mượn cho bằng được hả? Dạ. Kiểu gì cũng phải kiếm bằng được để có cơm cho con ăn ngày mai. Như bữa nay gạo hết rồi, tiền không còn luôn rồi, mới đi. Trời ơi. Mẹ ơi con. Hai đứa nó có khi nào nó hỏi mẹ không anh? Không, này đẹp đâu biết đâu hỏi. Đẹp đấy, chỉ nghĩ cha là chỉ có mình cha thôi đúng không? Chứ nó không nghĩ là có mẹ đúng không? Còn bé gái thì có khi nào nó hỏi không anh? Nó hỏi, hình hỏi, nó hỏi, giờ hết hỏi luôn rồi. Hôm nay lâu quá, chắc quên luôn rồi. Có nghĩa là lúc trước thì nó có hỏi mẹ nó đâu. Nhưng mà bây giờ hỏi nó... mẹ gì quê chị bệnh sao lâu lên quá ba. Hỏi gì đó. Cái nói chị Bình muốn hết bệnh mẹ lên, mình cũng nói vậy cho nó đừng có hóc nữa. Mỗi lần nó hỏi mẹ nó hóc, lúc mà mẹ nó mới đi á. Hóc hỏi gì đó. Cứ mới lần hỏi là hóc. Tối là hóc nhớ mẹ. Tội trời. Bây giờ giả dụ như em muốn nuôi một đứa anh cho không? Chị đi không? Chịu ở với chú không? Nuôi cho đi ăn học đàng hoàng rồi bắt đầu lúc nào muốn thăm thì cứ lên thăm bình thường. Chịu không? Con gái chịu không con gái? Hả? Cho bé gái đi. Bé gái phải ở với chú nha. Con chịu không? Con gái chịu không? Để ở với chú cho con đi học nè, mua quần áo mới cho con nè. Hay là để em trai về ở với chú nha. Hả? Được không? Không luôn hả? Kiểu chi em với nhau á. Giờ nó ở với nhau quen rồi giờ nó vui. Giờ một đứa đi thì nó buồn, nó kiểu vậy. Nó con trai giỏi không? Ba tuổi mấy mà giỏi không? Nó giỏi rồi. Nhìn mặt nó muốn cắn nó cái. Cưng xỉu lắm. Hai đứa con dễ thương này mà tự nhiên. Đúng là anh em phải thăm một chút là ở quê mình nhé, không có nhà cửa đất đai gì hay sao anh? Không có, còn cái nhà của bây giờ nhà thờ giống anh ở bển không? Có nghĩa là nhà, cái nhà đấy là của cha mẹ. Dạ. Hiện tại bây giờ người anh là đang ở đó đúng không? Dạ, nhà anh ở. Mình có tính đến cái chuyện mà về quê ở không hay là mình tính ở đây hoài luôn? Ở không được, ông anh cũng ở không được, bữa hổm lúc cũng mới về bển ở, ông bán nhà ông chuyển lên, ông không nói chuyện này kia mệt lắm. Chuyển về cũng đồng... Nhà đấy nhà chung mà đâu phải nhà riêng của ông ở đâu. Nhà chung, nhà của bà già nó để lại. Ví dụ như mình khó khăn, mình không có chỗ ở thì mình mới về đấy ở, anh em đùm bọc lẫn nhau chứ có gì đâu mà. Sao mấy cái răng đen thui hết rồi? Hả? Ăn kẹo nhiều hay sao? Thui răng. Theo như mình nhìn thấy các bạn, mặc dù là vợ bỏ rồi khó khăn gần 5-6 năm nay là người cha nuôi hai đứa con, nhưng mà mình nhìn thấy hai đứa con đứa nào cũng sạch sẽ này, nhìn rất chi là dễ thương. Cái này mặc dù là thiếu tình thương của mẹ nhưng mà cũng người cha chăm sóc cũng khá là chu đáo cho hai đứa nhỏ. Ngày xưa là anh với vợ là có cưới hỏi gì không anh? Không, cưới hỏi ở quen nhau vậy cái ở luôn vậy em. Quen nhau xong là ở thôi chứ không có cưới hỏi gì. Bởi vì bé này họ mẹ, họ giấy danh họ mẹ, còn này chưa giấy danh nữa. Bé này là chưa có giấy khai sinh. Làm cũng được, về bên hộ khẩu bên Bình Dương làm cũng được, tao cũng làm. Tao nói kêu mẹ nó làm, tao cũng làm. Rồi anh có cách nào anh nói với gia đình bên ngoài á, bảo mẹ nó làm dùm cho giấy khai sinh, rồi về sau bé nó còn đi học đi hành nữa. Nếu kêu mẹ nó làm, bên mẹ là mẹ nó làm cái được, để là bên thấy họ mẹ dễ. Thì nhưng mà do anh còn liên hệ được với bên ngoài không? Không, đâu có số điện thoại ai đâu liên lạc. Rồi có biết quê quán ở đâu không? Biết, có về dưới mấy lần. Thì mình có khả năng mình sẽ về dưới đó, mình nhờ bên ngoài á. Ví dụ như vợ anh đi theo người khác rồi không có ở nhà, thì anh nói với người nhà bảo mẹ nó làm dùm cho cái giấy khai sinh cho đứa con thôi. Không lẽ là không làm? Làm đi. Đằng nào cũng là con mình mà, đúng không? Nếu vậy 3-4 năm nay chắc có lẽ là chị đã có chồng khác và cưới người khác rồi. Và có một gia đình khác rồi. Có khi nào mà nuôi con mà thấy khó khăn quá mà nghĩ nghĩ đến cái chuyện xấu không anh? Có, lúc nghĩ xấu, lúc mà mẹ mới đi cứ nghĩ xấu luôn á. Trả lên cái lên bầu cầu với cô, đứng những cái buổi trời. Có nghĩa là anh ôm con, ôm hai đứa nhỏ.
đứng lên cầu Phú Cường là tính làm điều dại dột. Nhưng mà vì tình thương con đúng không? Cho nên là mới vượt qua được cái cũng may là anh không nghĩ đến cái chuyện dại dột á. Ăn đi con trai, ăn giỏi nha. Lát chú cho tiền con mua sữa nha. Hả? Đúng không con gái? Ha. Dạ coi 1 2 3 dạ. Dạ chú kêu nói chuyện cho con dạ với. Con đang ăn, con đang ăn nhai một mồm bắt con dạ. Chú kêu con mới dạ gì. Anh có dự tính là cho hai đứa nhỏ đi học hành gì không anh? Cái định Tết này giá nào đi chở hai đứa nhỏ về quê rồi. Thế là làm cái tranh rồi gặp con nhau như thế nào. Chứ giờ cho nghĩa là mình đang dự tính là Tết năm nay là mình sẽ chở hai đứa về quê để qua năm cho nó đi học. Như bé kia là đúng năm nay học lớp 1 đúng không? 7 tuổi rồi, nó hơn lớp 1, lớp 2. Lớp 1 chuẩn bị nó lên lớp 2 rồi đúng không? Sinh năm 2016. À. 16 năm nay 2023, Tết năm 2024 rồi. À, học được chuẩn bắt đầu lớp 2. À. 8 tuổi rồi. À. 8 tuổi rồi mà không được đi học. Giờ không biết chữ, biết gì hết. Phải đi học thì về sau nó mới biết chữ thì nó mới đỡ khổ được. Em hỏi thật anh bây giờ một câu này nhé. Thì ví dụ như bây giờ vợ anh mà ví dụ như thế muốn quay lại về với mấy cha con thì anh chịu không? Chịu. Chịu luôn hả? Yeah. Mặc dù chị đã có con với người khác rồi thì sao? Ví dụ vậy. Hoặc là đã lấy người khác rồi. Đấy thì chứ giờ con cái giờ mình hai đứa con mà mới có cha có mẹ nữa chứ. Ừ. Có nghĩa là giờ dù chị ví dụ như thế là có lấy chồng khác mà ví dụ như sống không hạnh phúc thì anh vẫn mong chị quay về sống cùng anh và hai đứa con đúng không? Chắc chắn là sống không vất rồi, tại vì có lúc trước có quen với bạn á, ở người đó nghe nói cũng đánh lộn cái lộn nha tối ngày. Ừ. Có nghĩa là anh biết chắc là không hạnh phúc hả? Dạ. Nhưng mà anh có thể là vẫn bỏ qua và tha thứ tất cả để mong chị quay về để cùng chị anh nuôi hai đứa con. Dạ. Chứ giờ thấy hai đứa nhỏ mà không có mẹ cũng khổ. Em nói những người phụ nữ, nói chung em không nói tất cả, em để nói chung chung thôi, nhưng những người phụ nữ mà khi mà bỏ chồng bỏ con mà đi theo người khác, thứ nhất lúc đó chỉ là mù quáng, hai nữa là về sau cũng không có cái hạnh phúc. Mà khi mà hối hận rồi á, nếu như nhà anh cho quay về chứ thực sự như người khác là không có cái chuyện mà họ cho quay về đâu. Rồi giả sử như thế là chị không quay về thì anh có tính là kiếm một người nào khác để về nuôi con cùng mình không? Đâu kiếm ai giữ ăn dưa xong nữa kiếm ai. Em nói ví dụ như thế là lão mày có cô nào đó muốn thấy ba cha con dễ thương quá thì bắt đầu là muốn về làm mẹ và nuôi hai đứa nhỏ cùng anh chịu không? Chịu luôn chứ, nếu mà có người người ta vậy mình chịu chứ. Chịu luôn. Dạ. À. Con gái chịu ba đi lấy người nữa không, người khác không? Con gái không luôn hả? Sao cái gì cũng lắc đầu vậy? Khó tính quá bà ơi. Tại mấy đứa nhỏ nó cũng đang hồn nhiên ngây thơ cho nên là mình nhiều khi mình hỏi để ấy thôi. Hỏi nhiều quá, nhiều khi cô bác cái chửi bảo mày hỏi nhiều quá. Ăn nữa đi con, sao ăn ít vậy? Có biết rửa chén không? Có biết rửa chén không anh? Không, không biết đâu. À, ý là mang chén ra đó thôi, nhưng mà ba là người rửa đúng không? Ừ. Trong nhà anh không có giá anh hả? Không, không có cái giá để nấu cơm luôn. Có mấy cái mình nó hư một cái gãi á. Chén thì mẻ chứ. Chứng tỏ là anh cũng giỏi nha, biết kho thịt này, biết nấu canh xương này cho con ăn này. Mà mấy cái chén thì nó sứt từ đầu, nó sứt đuôi. Ra đây ngồi con. Để bóng nó xong ra đây ngồi. À, chú hỏi thăm nha. Cái đây ngồi con, bỏ bóng cho đâu đi. Ăn đại đi. Ăn đại đi. Anh bây giờ anh có cái mong muốn gì không anh? Ví dụ như mình có một cái tâm nguyện gì đó hay là có một cái lời nào muốn nói với vợ hay là mong ước về sau tương lai của con về của gia đình nhà mình như thế nào á? Tớ này cũng chiều con này. Ăn đi. Ăn đi con trai. Múc ăn đi. Ăn giỏi đi con. Cảm ơn anh. Đây mà đêm hôm mà cháu nó ốm đau bệnh tật thì không biết làm sao ha. Tăng rồi sổ mũi nữa. Có tiền không có tiền mua thuốc cho mấy đứa nhỏ luôn này. Dạ. Yeah. Nay hết tiền, không còn ngàn nào luôn. Không còn một ngàn nào luôn. Yeah. Thử mà ráng móc xem còn được ngàn nào không? Không còn ngàn nào luôn. Tiền mà hay bỏ vô ngay chỗ cái đầu sống chén này vô coi không còn ngàn nào. À, nay vô coi là không còn đồng nào.
Con gái có muốn ăn cái gì không con? Hả? Con muốn cái gì không? Con lớn lớn lên. Con muốn cái gì lên. Con nói cho chú nghe coi. Con lớn lớn lên con. Muốn cái gì nào nói chú nghe nào. Hả? Con muốn cái gì? Muốn kẹo. Muốn ăn kẹo hả? Ồ đấy thôi, nãy giờ quên không mua kẹo cho con luôn. Để nhờ chú ấy đi mua dùng cho con ít kẹo nha. Mới kẹo ít bánh nha. Gần đây không biết có chỗ nào có bán kẹo để chú mua cho con ít kẹo nha. Không thôi để tí nữa đưa tiền cho ba đi mua. Nha, tí nữa ba mà chú gửi tiền cho ba mua kẹo cho con nha. Ừ, con thích ăn kẹo gì? Đỏ quá. Cảm ơn. Hả con gái? Con thích ăn kẹo gì? Bim bim à? Kẹo nổ. Kẹo nổ hả? Ồ, bao lâu rồi chưa được ăn? Bao lâu rồi chưa được ăn kẹo nổ? Hả? Ba có hay mua kẹo cho con không? Có hả? Này nhìn hai cô cậu này chắc là ba cũng chiều lắm này. Thương bởi vì giờ chỉ còn có một mình ba thôi cho nên là chắc là ba bù đắp. Ba thương cả thương giống như là có cái bù đắp thay cho phần của mẹ nữa. Cho nên là thấy cưng lắm. Cưng xỉu luôn này. Con trai, con thích ăn gì không? Ăn gì? Kẹo nổ luôn. Wow, khoái ăn kẹo nổ hả? À, lát nữa chú đưa tiền cho ba mua nha. Tại chú nghĩ ở trong cái khu vực nhà hoang này không có người ở nên chú không chuẩn bị nha. Nhưng mà không ngờ vào trong thì gặp ba cha con cực kỳ dễ thương luôn. Không ngờ là nếu mà mình mà xuống chậm một chút xíu nữa là ba cha con là cùng nhau đi cái xe cà tàng kia là bắt đầu là đi Bình Dương. Về Bình Dương. Từ đây về đấy sao anh? Hai mấy cây số. Hai mấy cây. Để trời mưa trời gió như vậy mà chở con đi vậy hả? Dạ. Yeah. Tội không? Đút cho con ăn hả? Sao con không xúc con ăn? Cái này hình như là gần 4 tuổi nhưng mà có vẻ là hơi còi ha. Còi. Có 13 ký mấy. À. Mấy lần bị bệnh nó đi khám căng ta nói nó này giống dinh dưỡng. Chắc bị dinh dưỡng nhẹ. Hai đứa phải ăn giỏi nha. Ăn giỏi cho khỏi bệnh cho ba lấy sức ba đi làm nha. À. Con có muốn nói gì với mẹ không? Nói sao nào? Hả? Con muốn nói gì với mẹ không? Nhớ mẹ gì nói gì nói gì nói đi. Con muốn nói gì với mẹ không? Quên rồi. Quên rồi hả? Con nói sao để cho mẹ về với con đi. Mẹ về với con, giữ em cho ba đi làm, đúng không? À, con có nhớ mẹ không? Nhớ nhiều không? Nhớ nhiều lắm hả? Chắc rồi. Bọng ghê đó. Vậy là nhà trong nhà bây giờ là cũng hết gạo rồi. Yeah. Gạo cũng hết. Cái gì cũng hết. Dễ thương ghê nha. Hai đứa dễ thương ghê á. Bé này sắp bệnh thì sao mà nãy giờ nó xì hoài. Bệnh. Lát đi mua thuốc cho con uống nha. Cảm cho mũi. Lát ba đi mua thuốc cho con uống nha. Uống giỏi cho mau hết bệnh nha. Hai đứa. Này ho cho mũi. Mấy bữa này cho mũi này mới hết mũi. Hai đứa nhỏ đều mệt trong người. Để đi cầm một cầm. Chúng ta chỉ hy vọng làm sao để cho người mẹ. Thôi cứ để đấy tí nữa dọn này. Yeah. Hy vọng là sao để cho người mẹ của hai bé mà xem được cái clip này thì nếu như thực sự mà còn thương con cũng như thương chồng thì nên quay về để cùng chồng mới nuôi con. Thì bản thân anh cũng có nói là rất mong vợ quay về, đúng không anh? Yeah. Rất mong vợ quay về để cùng với hai vợ chồng nuôi con. Như vậy. Nhưng mà mình nhìn thấy là hai đứa nhỏ này cũng khá là ngoan, rất chi là dễ thương. Ở đúng nhà rồi. Chắc nó quậy cũng dữ rồi anh. Dạ nó quậy, chắc nó mới ngu dậy vô kêu cứ mới ngu dậy chứ nó nghịch lắm. Nghịch lắm. Nó nghĩa là lúc mà mình tới là hai bé nó chắc vừa ngủ dậy nên cậu đang ngủ rồi. Nó mới ngủ. Đấy, cho nên là bắt đầu là mới không quậy chứ bình thường nghe đâu ba nói là cũng quậy dữ lắm. Quậy dữ thần luôn.
để một lát nữa ba đi mua thuốc cũng như mua kẹo cho hai đứa nha. Hai đứa mua kẹo luôn á hả? Ồ, mua kẹo luôn. Thương dữ trời. Có đứa nào đi ở đi với chú à, đi về với chú luôn à, chú trở về nha. Sao vậy? Về ở với chú đi, chú nuôi. À, thôi anh ơi, hôm nay thì nói chung là cũng được biết về hoàn cảnh của hai cha con. Hai cha con thì cũng được em nghĩ giới thiệu thì em thấy thì hai cha con cũng thật sự là rất chi là dễ thương, cũng như thấy hình ảnh của ba cha con ở trong cái khu vực nhà hoang này cũng khá là tội, cho nên là mình cũng em cũng thăm anh chia sẻ về cái cuộc sống của anh. Cũng hy vọng là sau qua cái clip này thì nếu được các cô chú thương thì giúp đỡ cho anh để có thêm một tí gì đó để gọi là phụ vào nuôi giúp hai đứa nhỏ. Thì nói chung là cũng hy vọng là anh cố gắng để vượt qua được cái thời gian khó khăn này. Và hy vọng là mẹ của bé xem được clip thì quay về để đoàn tụ cùng với ba cha con ha. Thì hôm nay thì em tới thì em cũng có một tí quà. Cái tiền này em thay mặt bà Mùi gửi cho anh 1 triệu để anh mua sữa cũng như mua thuốc cho mấy bé và mua đồ ăn cho mấy bé ha. Đây em gửi cái tiền này là của bà Mùi. Cảm ơn mình con, tay này mình con. Cảm ơn con. Một lát nữa ba bỏ ra vài chục mua kẹo nổ cho hai đứa nha. Mua kẹo nổ hả? Ôi xì nó rồi. Hôm nay thì mình cũng tới thăm gia đình nhà ba cha con ở trong cái khu vực nhà hoang các bạn, nên là mình nhìn cái hình ảnh này mình khá là thương và cũng mong rằng được các cô chú thương tình và giúp đỡ cho ba cha con để vượt qua cái tình cảnh khó khăn này. Thì nếu mà các bác cô chú anh chị có muốn giúp đỡ cho gia đình thì liên hệ với mình nha. Bây giờ mình xin dừng kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip sau. Bye bye con. Bye bye nào. Bye bye. Mì đó nào. À giỏi các ta. Giờ có tiền rồi thì anh đừng có chở mấy bé đi trời mưa nha. Hiện tại mấy bé đang bị bệnh nhá, cho nên là cứ để cứ xài cái tiền này đi. Rồi ngày mai mà hết mưa hết gió rồi ba cho con hắng đi xuống Bình Dương vay tiền ai thì vay nha. Thì em chia sẻ nếu được ai giúp đỡ thì em sẽ ghé thăm lại ba cho con ha. Dạ. Bye bye. Bye bye. Giỏi quá.